Ngày 25 tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh này đang triển khai lực lượng phản ứng nhanh lần đầu tiên để tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phát biểu sau một cuộc gặp trực tuyến của giới lãnh đạo NATO, ông Stoltenberg nói rằng lực lượng Nga đang tiến vào thủ đô Kiev và mục tiêu là thay đổi chính phủ Ukraine. Ông cảnh báo hành động quân sự của Moscow đã tạo ra bình thường mới, đe dọa an ninh lớn hơn của châu Âu vượt ngoài Ukraine, chưa phải là thành viên của NATO. Ông Stoltenberg nhấn mạnh NATO đang triển khai NAF, lực lượng phản ứng nhanh NATO, trên bộ, trên biển và trên không, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và ứng phó nhanh bất kỳ tình huống bất ngờ. Dù không nói rõ NAF được triển khai đến những khu vực nào, Tổng thư ký NATO cho biết thêm, hiện có trên 100 chiến đấu cơ đang trong tình trạng báo động cao, hoạt động ở trên 30 vị trí khác nhau và trên 120 tàu từ phía Bắc đến Địa Trung Hải. Cùng ngày 25 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay, đã ra lệnh điều động bổ sung lực lượng Mỹ củng cố năng lực quân sự của châu Âu nhằm hỗ trợ NATO. Tham mưu trưởng lục quân Pháp Thierry Bocard cũng cho hay nước này sẽ triển khai 500 quân nhân cùng xe bọc thép như là một phần thuộc các lực lượng NATO đến Romania giáp với Ukraine. Ông Bocard cho biết thêm Pháp cũng sẽ duy trì 200 đến 250 binh sĩ cùng xe bọc thép ở Estonia giáp với Nga. Ngoài ra các nhà lãnh đạo NATO thông báo chuyển giao thêm vũ khí cho Ukraine bao gồm các hệ thống phòng không. Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay phương Tây, cụ thể là Lầu Năm Góc và các cố vấn của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã hướng dẫn các chỉ huy quân đội Ukraine cách đặt các hệ thống pháo phản lực tên lửa ở khu vực dân cư. CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao cho biết Nga đang dùng khoảng 1/3 sức mạnh quân sự của nước này cho hoạt động quân sự ở Ukraine. Quan chức này cũng nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là họ sẽ không dùng nhiều sức mạnh hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng binh sĩ Nga sẽ cô chiếm thủ đô Kiev trong thời gian gần nhất và ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo phương Tây.